Chúng ta đi vào những cái sự kiện nổi bật của ngày hôm nay. Các cô chú anh chị em cũng biết á, là cái sự việc mà cái chết của ông Prigozhin á, nó đã dẫn đến có nhiều sự việc nghi vấn về vấn đề này. Hiện bây giờ nó chưa rõ. Hiện bây giờ tuy rằng là trên báo chí cả toàn cầu đã thừa nhận qua thông tin đến từ nhiều quốc gia của Mỹ, của châu Âu, của Á Châu, cả luôn Nga đã thừa nhận Prigozhin đã chết. Nhưng thực tế nó có nhiều sự bí ẩn xung quanh đến cái sự việc này. Thứ nhất, đó là hiện bây giờ chưa có đi khám ADN chính thức xác nhận. Đó là một việc. Thứ hai là xác chết trên máy bay thiếu. Đúng ra là phải có 10 hành khách. Hiện bây giờ người ta chỉ có tìm được 6 cái xác mà thôi. Chưa xác nhận là 10. Đó là chuyện lạ. Thứ ba là tại trong giai đoạn đó, nó có nhiều chuyến bay của tập đoàn Wagner đã rời khỏi đất nước Nga. Có nhiều bí ẩn liên quan đến cái chết của Prigozhin. Ngoài ra vẫn chưa hiểu được là nó tự nổ bên trong hay bị quả tiễn bắn rơi. Còn chưa có một bất cứ một cái giải thích nào cả. Vấn đề cái bí ẩn, cái chết của Prigozhin chưa được bạch mí và người ta vẫn còn đang trong một cái giai đoạn điều tra. Thì người ta đặt nhiều câu hỏi về cái tình hình tại đất nước Nga bây giờ. Thứ nhất là cái chết của Prigozhin có đem lại cái nội chiến và tập đoàn Wagner có trả thù Putin hay không? Khi lúc đó cái người tình nghi ám sát Prigozhin chính là Putin. Mà Châu Nguyên chia sẻ như thế này nè, là tập đoàn Wagner là một cái tập đoàn quy mô lớn. Tất cả nhân lực họ khoảng tầm 100.000 người. Về binh sĩ họ có khoảng đang giữ trên tay 40.000, rải rác khắp nơi trên thế giới. Và ở tại đất nước Nga họ cũng có mười mấy ngàn binh sĩ của họ ở tại trụ sở Nga, chưa nói Belarus và ở tại châu Phi. Và cái chết lãnh tụ của họ, đây là một sự mất mát rất là lớn. Và không biết là cái phẫn nộ của tập đoàn Wagner nó có thể binh biến để trả thù Putin hay không, thì chúng ta cũng sẽ cập nhật trong đề tài của ngày hôm nay. Và tương lai Wagner nó sẽ ra sao? Đó là một cái câu hỏi mà hiện bây giờ rất là nhiều người hỏi. Sao nhiều tướng lãnh của Wagner đã ra đi, thì cái tương lai có tập đoàn Wagner, một cái tập đoàn lớn như vậy, nó sẽ như thế nào? Và bây giờ thì Châu Nguyên cập nhật chia sẻ cùng các quý vị những sự bí ẩn trước về cái chiếc máy bay của ông trùm Wagner đã rơi. Nó có những cái khuất tắc bí ẩn như thế nào? Khuất tắc như thế này nè. Bây giờ nó đã trải qua vài ngày rồi. Câu chuyện nó không còn là cái câu chuyện mà nó còn là cái thời gian mà người ta suy nghĩ thật hay là giả nữa. Nó đã được xác thật qua Điện Kremlin là cái chết của ông trùm Wagner. Khi lúc đó họ đã xác thật trước khi họ tìm cái xác. À các cơ vậy. Và hiện bây giờ cái xác khi họ tìm ra thì ngày hôm qua báo chí chỉ nói rằng là tìm ra chỉ được 6 cái xác mà thôi. Khi đó trên chiếc máy bay có 10 người tổng cộng. 10 người thì tại sao chỉ có 6 cái xác? Vậy 4 cái xác kia đã bị cháy hoàn toàn hay sao? Hiện bây giờ nó vẫn chưa rõ. Khi lúc đó cái hộp đen trên tất cả chiếc máy bay đều có cái hộp đen. Hiện bây giờ cái hộp đen đã được lấy ra từ chiếc máy bay. Vẫn nằm trong cái phạm vi điều tra là lý do tại sao chiếc máy bay nó đã bị gặp tai nạn. Nó đã bị bắn rơi bằng quả tiễn hay nó bị trục trặc kỹ thuật hay bị nổ từ bên trong. Đó là những cái câu hỏi mà hiện bây giờ nhiều nhà chuyên gia trên thế giới vẫn còn đang phân vân. Phía bên Mỹ thì nói một kiểu, phía bên Anh Quốc thì nói một kiểu, phía bên Pháp thì nói một kiểu, phía bên Nga thì nói một kiểu. Mỗi nhà chuyên gia có những cái phân tích và riêng, phía cạnh riêng của họ. Có người thì cho rằng là bị bằng quả tiễn bắn rơi, có người là bị đặt mìn từ bên trong, vân vân. Cái điều mà bây giờ thì cái lý do máy bay rơi hiện bây giờ nó vẫn chưa được bạch mí và chưa được công nhận cụ thể. Bởi vì cái hộp đen nó vẫn còn phải trong thời gian nghiên cứu. Thường á, cái hộp đen nó rất là lẹ. Những cái trường hợp như vậy đó thì cần 48 tiếng đồng hồ thì cái kết quả nó sẽ có. Nhưng cái vấn đề của ông, cái chết của ông trùm Wagner đó, Nguyên nghĩ nó sẽ lâu hơn. Và không biết nó được công bố chứ một cách minh bạch hay không, hay là sự công bố nó sẽ bị che lấp với chính phủ của Nga. Đây là một cái điều mà người ta đang còn không thể nào kiểm chứng được, vì cái hộp đen đang nằm trong tay của Nga.
chứ không nằm trong tay của những quốc gia khác. Nên là chắc chắn là Nga sẽ công bố qua một cái tai nạn. Đó là chúng ta cũng có thể chuẩn bị tâm lý, Nga sẽ công bố một cách đơn giản là một tai nạn thôi, là một cái kỹ thuật, chứ không có ai tấn công, cũng không có bơm nổ ở trong chiếc máy bay. Bởi vì cái hộp đen nó vẫn nằm trong tay của Nga, nên không ai cách nào biết được cái sự thật chiếc máy bay nó rơi bằng cách nào. Nhưng các quý vị cứ hình dung đi, vậy trên chiếc máy bay này, khi lúc đó Nga xác nhận là Prigozhin đã chết, tại sao chỉ có 6 cái xác chết? Làm mấy ngày hôm nay tại đất nước Nga vẫn có những tin đồn, tin đoán là Prigozhin vẫn chưa chết. Và trong cái giai đoạn mà chiếc máy bay bị rơi, thì có vài chiếc máy bay tập đoàn Wagner đã rời khỏi đất nước Nga. Và có nhiều tin đồn, tin đoán là Prigozhin đã đi chuyến bay khác mà không phải chuyến bay này. Nó khá là phức tạp các quý vị. Nó khá là phức tạp. Trong cái giai đoạn này thì tin đồn, tin đoán về Prigozhin rất là nhiều. Khi lúc đó bây giờ thì hình tượng của Prigozhin ở 12 tỉnh thành lớn của Nga, những bức tượng của Prigozhin người ta tặng bông, gửi qua. Các vị có biết là khi Prigozhin còn sống chẳng có ai cho một tấm bông gì hết. Nhưng bây giờ chết thì bông qua đầy. Chết thì bông qua đầy các quý vị. Nên là bây giờ thì tuy rằng chưa cái gì nó khó, chưa bao giờ, cái nào chưa có được xác định 100%. Thì nhưng bây giờ thì những cái sự việc qua chính phủ Nga thì là Prigozhin đã chết. Khi lúc đó có một cái chuyện bí mật như thế này nè. Thì lúc mà chiếc máy bay từ Moscow, chiếc máy bay từ Moscow cất cánh bay đi đến Saint Petersburg và nó bay nửa chừng và nó rơi. Thì sau đó chiếc máy bay đầu tiên cất cánh rơi bay đi, thì tại Moscow cũng có một chiếc bay tập đoàn Wagner đã cất cánh bay đến châu Phi. Nên bởi vì cái lý do đó nó đã dẫn đến cái sự việc nghi vấn. Nó đã dẫn đến cái sự nghi vấn là Prigozhin chưa chết. Cái này không ai biết được nghe cô chú anh chị. Nguyên chỉ đưa chia sẻ với các quý vị vậy thôi chứ không ai biết được cái điều đó. Đối với Nguyên thì là ngẫm của tỏi thật. Nguyên nói thật, đối với Nguyên là ngẫm của tỏi thật. Đối với Nguyên là đi rồi. Đối với Nguyên là đi rồi. Chứ không có cái vụ mà còn sống đâu. Nhưng mà mỗi lần có những cái người nổi tiếng hay là có những sự việc, những người nào đó nó quan trọng thì lúc nào nó cũng có những tin đồn, tin đoán như vậy. Đối với Nguyên là Putin tiễn Prigozhin đi. Đó là bản tin đồn, tin đoán và cái chết của Prigozhin đang còn chưa được chính thức 100%, 99% thôi nha. Và bây giờ cho Nguyên cập nhật chia sẻ với các quý vị cái tương lai của tập đoàn Wagner như thế nào và có binh biến hay không sau cái chết của nhà lãnh tụ của mình. Đầu tiên nhất thì hiện bây giờ tập đoàn Wagner hiện bây giờ chưa thấy có bất cứ một cái dấu hiệu binh biến nào hết. Thứ nhất là hiện bây giờ thì đang có thể nói là đang chia buồn. Tập đoàn Wagner có họp khẩn, đang kích hoạt cái hệ thống an ninh tối đa của tập đoàn Wagner có họp khẩn, nhưng chưa thấy bất cứ một cái dấu hiệu nào tập đoàn Wagner sẽ có cuộc binh biến. Có thể bây giờ không có, sau vài ngày sau có. Nhưng nó quan trọng ở chỗ này. Thông tin của ngày hôm qua, vì ngày hôm qua Nguyên bận việc nên là Nguyên không có chia sẻ với các quý vị được. Chứ ngày hôm qua Nguyên nhận được vài bản tin nó cực kỳ là hot. Sau cái chết của ông Prigozhin, Prigozhin đã ký một sắc lệnh khẩn cấp và kêu gọi từ nay sắp tới ở tại đất nước Nga không có tổ chức quân sự tư nhân. Và hiện bây giờ tất cả những tổ chức quân sự phải ký hợp đồng chính thức với chính phủ Nga và phải thề trung thành tuyệt đối với đường lối và chính phủ Nga, không được quyền sai trái. Và tất cả những tổ chức mà không chịu ký hợp đồng với chính phủ Nga đều là những tổ chức phi pháp mà sẽ bị bắt với cái tội danh có thể là phản quốc hay là khủng bố. Có nghĩa là sau ngay lập tức đã thừa nhận Prigozhin đã chết, thì ngay lập tức giai đoạn đó Putin đã ký ngay cái sắc lệnh này và đã công bố công khai cho lực lượng quân đội. Nếu đơn giản, cái cách nói một cách đơn giản khác là nếu anh không đầu, tập đoàn Wagner không đầu hàng thì sẽ liệt vào tập đoàn Wagner trở thành khủng bố. Nó đơn giản mà ông không nói, ông không viết tên là tập đoàn Wagner, ông nói tất cả tổ chức, tất cả tổ chức quân đội mà nếu không sáp nhập
trong lực lượng chính thống của Nga thì sẽ liệt họ vào trong cái tổ chức khủng bố và họ sẽ bị truy nã và bắt. Có nghĩa là sau khi xác nhận Prigozhin đã chết thì ông Putin ổng mới ký cái sắc lệnh này. Khi lúc đó thì các quý vị cũng biết á, là Nguyên có chia sẻ với các quý vị á, là tại Belarus, lực lượng quân đội Wagner đã đi trở về biên giới Nga, trở về biên giới. Thì ngay trăng chiều ngày hôm qua, ông Tổng thống Poroshenko, là ông Tổng thống của Belarus đó, ông có một lời phát biểu khá là chấn động. Cho Nguyên mạng phép dịch lại cái lời của ông nói. Ông nói như thế này: tập đoàn Wagner sẽ tồn tại, tập đoàn Wagner sẽ sống và sẽ sống mãi ở tại Belarus. Chúng tôi đã ký cái hợp đồng với lực lượng Wagner, 10.000 binh sĩ, họ sẽ ở Belarus. Và đây là cái nỗ lực của tôi và Prigozhin, người bạn của tôi đã ra đi. Wagner vẫn sống mãi trong chúng ta. Đây là lời phát biểu của ông Tổng thống Belarus ngày chiều ngày hôm qua. Trung Nguyên nói cái lời phát biểu này nó rất là lạ kỳ. Thứ nhất, ông nói rằng là tập đoàn Wagner vẫn sống, bởi vì người ta nghi ngờ là sau cái chết của những nhà lãnh tụ Wagner thì tập đoàn Wagner sẽ tan rã. Ông nói không, tập đoàn vẫn sống và sẽ sống và sống mãi. Thì có nghĩa là cái lời nói của ông ta nói thứ nhất á, là hình như tại đất nước Nga, chính phủ Nga, bây giờ chính phủ Nga đã hoàn toàn đã không đồng ý cái quan điểm là tập đoàn Wagner vẫn tồn tại độc lập. Vẫn tồn tại độc lập. Cái lý do đó nên là ông Tổng thống Poroshenko ông mới phát biểu cái lời này. Vậy có nghĩa là 10.000 binh sĩ của Wagner đã chính thức ký hợp đồng với phía bên Belarus, theo những gì Tổng thống Belarus đã chia sẻ. Nên là một phía cạnh, chú anh chị em thấy là một số lượng binh sĩ đã đứng về và ký chính thức hợp đồng với phía bên Belarus. Tất nhiên là khi lúc Putin đã ban cái lệnh ở tại đất nước Nga là bắt buộc những tập đoàn tư nhân phải ký hợp đồng với mình, thì tất nhiên là sẽ có một cái số lượng, một số lượng binh sĩ của Wagner sẽ chấp thuận và ký hợp đồng với Putin. Đó là không tránh khỏi. Sơ sơ là chúng ta thấy lực lượng Wagner chia làm hai rồi. Sơ sơ là chúng ta thấy là một bên là đi phía bên Belarus, một bên thì ở Nga rồi. Còn nữa, thứ ba là nhóm binh sĩ chống đối Putin, những binh sĩ chống đối Putin đã kêu gọi những ai muốn trả thù cái chết của ông Prigozhin, ai muốn trả thù cái chết của nhà lãnh tụ của mình, hãy cùng chúng tôi hỗ trợ cho Ukraine. Đấy, một nhóm tổ chức ở trong cái chi nhánh tập đoàn Wagner, họ kêu gọi cái sự việc là trả thù và họ sẽ đến Ukraine đầu quân cho lực lượng Ukraine để chống đối quân Nga. Và họ kêu ai muốn trả thù cái chết lãnh tụ của chúng ta, bây giờ chúng ta phải mượn sức của Ukraine để đánh Nga. Hiện bây giờ thì cái thông tin của ngày hôm qua Nguyên tóm tắt lại là Nguyên nhận được, Nguyên đã hiểu được là lực lượng của Wagner chia ra làm 3 hướng. Một hướng thì cúi đầu với Putin, ký hợp đồng với Putin. Một hướng thì ký hợp đồng với Belarus. Và một hướng thì đầu quân cho Ukraine. Nên là hiện bây giờ cái lực lượng Wagner khá là suy yếu với những quan điểm trong nội bộ trái chiều. Trong nội bộ trái chiều hiện bây giờ với cái phía cạnh như thế này thì chúng ta không biết có phải có binh biến hay không, nhưng đối với Nguyên sẽ không có. Cái đó là Nguyên đáng buồn. Thì thường các quý vị cũng biết á, có binh biến hay không á, là do cái sự phẫn nộ của con người. Mà khi con người để nhiều ngày trôi qua đó, cái phẫn nộ nó sẽ lặng đi. Mình giận cái gì cũng vậy, mình giận là mình phải giận liền, nhất thời mình giận liền. Mà để 1-2 ngày cái đầu cái giận của mình á, cái giận dữ của mình nó sẽ nguội xuống. Và nó nguội xuống thì sẽ không làm cái gì. Và cái chết của ông Prigozhin đã được 2 ngày rồi. 2 ngày rồi. Và tại đất nước Nga bây giờ, Nguyên chưa thấy bất cứ một cái dấu hiệu nào có sự binh biến cả. Mà Nguyên đã thấy lực lượng Wagner đã chia rẽ thành 3 đội khác nhau.
Một đội thì ở Belarus 10.000 người, một đội thì đầu quân cho Nga, một đội thì đầu quân cho Ukraine. Vậy là sẽ không có bất cứ một cái sự binh biến nào cả. Đây là một cái điều đáng buồn. Nguyên đang chờ đợi một cái binh biến. Thực tế là Nguyên thấy cái dấu hiệu này là không có binh biến các quý vị ạ. Có thể là Nguyên suy luận sai. Tất nhiên Nguyên nói đây là cái nhìn của mình. Có thể là Nguyên suy luận sai. Nhưng mà Nguyên đã thấy tới mấy ngày rồi mà Nguyên thấy không có một cái bản tin nào tuy rằng có lời kêu gọi. Có rất là nhiều tổ chức đã kêu gọi tấn công vào thủ đô, đánh thẳng vào Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, hay là có người kêu gọi cả luôn ám sát Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ám sát Putin. Có những lời kêu gọi nhưng không thấy những hành động, vì tập đoàn Wagner đã chia 5 xẻ 7. Cái này thì cái mong đợi của Nguyên là có cuộc binh biến, cái sự nổi loạn tại đất nước Nga, thì cho Nguyên nói là chúng ta hơi thất vọng. Nguyên hơi thất vọng. Sao cái câu chuyện gì cũng vậy mà sau 48 tiếng đồng hồ không có cái gì nối tiếp sau lưng, là phần lớn là sẽ không còn nữa. Vì cái sự phẫn nộ và tức giận của họ sẽ nguôi lại. Đó là cái điều đáng buồn. Cái điều đó là điều đáng buồn các quý vị. Cái điều đó là điều đáng buồn. Nguyên muốn phân tích một cái sự thật. Chứ Nguyên thì Nguyên muốn biết, muốn là lập tập đoàn Wagner quấn vào thủ đô. Lúc đó là Ukraine lợi dụng thời cơ phản công ở tại biên giới, là có cơ hội lớn cho Ukraine chiến thắng. Nhưng mà Nguyên không thấy điều đó. Nó thực tế là Nguyên không thấy điều đó. Nên là các quý vị cũng không nên quá chờ mong cái cuộc binh biến tại Nga. Khi lúc đó tập đoàn Wagner của Nga đã chia 5 xẻ 7 kiểu này, nó không đoàn kết, thì không thể nào có đủ khả năng có một cái cuộc binh biến lớn ở tại Nga được. Đó là bản tin đầu tiên và với cái bài phân tích của Nguyên về cái tình hình và nhiều câu hỏi. Hiện bây giờ người ta đặt cái câu hỏi vấn đề này rất là nhiều. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật chút xíu về tình hình chiến trường trong cái bối cảnh mà tại đất nước Nga nó đang còn lộn xộn. Nó đang còn lộn xộn về vấn đề an ninh, về vấn đề đủ thứ chuyện hết. Thì Ukraine lợi dụng thời cơ này sẽ đạt được cái gì? Cái điều đó quan trọng. Vì Ukraine phải biết là mỗi lần như vậy thì binh sĩ Nga nó cũng phải phân vân. Vì thực tế bây giờ thì không ai còn tin tưởng Putin nữa. Cái niềm tin về Putin nó đã mất khi Prigozhin đã chết. Tuy rằng tương lai có binh biến hay không tại đất nước Nga nó là một cái chuyện khác. Nhưng cái vấn đề mà cái sự suy yếu chính trị của Putin nó càng ngày nó càng nhiều. Vì hiện bây giờ không ai còn tin tưởng những gì Putin đã cam kết. Vì Putin đã lật kèo với Prigozhin, thì làm gì ai trong tương lai tin tưởng Putin nữa. Nên là vấn đề mà chính trị và cái niềm tin đặt về cho Putin nó suy yếu, đó là chắc. Và trong một cái giai đoạn mà trong đất nước Nga nó đang xảy ra những cái sự việc kêu là nội bộ lục đục, thì trên chiến trường là một cái cơ hội rất là lớn cho Ukraine. Thì ngày hôm nay phía bên Viện Nghiên cứu Chiến tranh họ đã thừa nhận là Ukraine đã đạt được một cái thành quả đáng kể ở khu vực Oblast de Zaporizhia. Và họ nói rằng là cái sự việc thành công của Ukraine trong thời gian gần đây, ngoài lấy được ngôi làng và đi sâu vào trong, nó có thể giúp đỡ cho Ukraine bẻ gãy cái phòng thủ của Nga. Và Ukraine có thể đạt được những cái thành quả lớn lao trong những ngày gần kế tiếp. Và đây là Viện Nghiên cứu Chiến tranh họ phân tích. Họ nói rằng cái sự việc mà tình hình chính trị tại Nga đang khá phức tạp, nó sẽ tạo ra một cái thuận lợi vì sĩ khí quân đội của Nga sẽ tụt dốc. Và trong giai đoạn mà khu vực thành phố Zaporizhia mấy ngày gần đây, sự tiến bộ của Ukraine và hiện bây giờ đã thấy rõ nét là cái phòng thủ của Nga đã hoàn toàn thất thủ ở khu vực, nó sẽ dẫn đến một cái cơ hội lớn cho Ukraine đạt được thành quả lớn lao đi xuống phía miền Nam, có nghĩa là đi sâu vào ở thành phố Melitopol. Đây là một cái sự việc mà phía bên Viện Nghiên cứu Chiến tranh họ đã xác thực ngày hôm nay và họ trình bày cụ thể theo những cái hướng vệ tinh. Tuy rằng họ nói là cái vấn đề đất đai mới lấy thêm một cây số gửi nữa, đi sâu một cây số gửi. Nhưng cái quan trọng là cái cây số gửi này á là cái cây số phòng thủ vững chắc nhất của Nga hoàn toàn đã bị tiêu hủy. Lực lượng Ukraine đã lấy những cái căn cứ phòng thủ của Nga trở thành căn cứ của mình. Và đây là những căn cứ vững chắc nhất của Nga mà Nga đã thất thủ. Và cái đà tấn công của Ukraine vẫn tiếp tục đang có một xu hướng khá tốt và đang lợi nhuận trên cái vấn đề mà kêu nó là quản lý những cái khu vực nguy hiểm để đem lại cái phòng thủ vững chắc cho mình để hỗ trợ cho cuộc phản công. Thì đây là một cái tin tốt cho Ukraine, các cô chú và anh chị em. Đây là một cái tin rất 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 là tốt cho Ukraine.
Khi lúc đó lần đầu tiên mà Nguyên thấy Viện Nghiên cứu Chiến tranh mà họ đã đánh giá, tuy rằng diện tích đất đai thì lấy không lớn, nhưng họ đánh giá cái cuộc ở khu vực Ukraine đã đạt được những thành quả lớn. Và những sự thành quả này nó sẽ dẫn đến cái sự hỗ trợ rất là lớn cho Ukraine trong cái cuộc phản công vài ngày nữa. Đó là bản tin liên quan đến mặt trận chiến trường ở tại khu vực Zaporizhia mà được cái sự Viện Nghiên cứu Chiến tranh đánh giá là cái sự thắng lợi lớn lao của Ukraine. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật chia sẻ cùng các cô chú và anh chị em những bản tin về cái sự thích thấp của phía bên Ukraine với vấn đề của Biển Đen. Thì các quý vị cũng biết là cái hợp đồng ngũ cốc đã kết thúc và Nga đã đe dọa là sẽ bắn bất cứ tàu bè nào đi về hướng của Ukraine hay là từ Ukraine rời khỏi. Đặc biệt là vài ngày gần đây thì Nga tấn công rất là nhiều vào bến cảng Odessa, Mykolaiv là những bến cảng nhỏ nhoi còn lại mà Ukraine đang quản lý. Thì cái cuộc tấn công tàn bạo vào những nơi ngũ cốc, cái này cái kia thì các quý vị cũng biết rồi. Người ta vô cùng, các cô chú anh chị em, người ta vô cùng lên án về cái sự khi cái lạm giá lương thực tăng cao mà Nga thì muốn tiêu hủy những cái nơi chứa ngũ cốc. Thì cái sự việc mà Ukraine đang lên án về vấn đề cái hợp đồng ngũ cốc mà không phải riêng biệt về Ukraine, mà ngày hôm qua thì chính phủ Ukraine và chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã bàn thảo với nhau rất là nhiều và có những lời tranh cãi. Khi lúc đó chính phủ của Thổ Nhĩ Kỳ, ông ta nói là chúng ta không tìm được cái biện pháp giải quyết. Chúng ta không cách nào có tìm biện pháp giải quyết về cái vấn đề ngũ cốc hết. Và chính phủ của Ukraine lại không hài lòng với cái lời phát biểu của Thổ Nhĩ Kỳ. Vì chính phủ Ukraine đã nhu cầu được sự hộ tống bảo vệ đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh NATO để có thể hỗ trợ cho vấn đề dẫn chuyện ngũ cốc một cách ổn thỏa mà không bị Nga đe dọa. Cái nhu cầu của Ukraine rất là đơn giản là những chiếc tàu ngũ cốc chúng tôi sẽ được sự bảo vệ qua những chiếc máy bay chiến đấu hay tàu tuần tra của Thổ Nhĩ Kỳ hay của Liên minh NATO để hỗ trợ những chiếc tàu hàng hóa chúng tôi đi được an toàn nhất. Nhưng phía bên NATO đã từ chối. Cái điều đó là cái điều đáng buồn. Liên minh NATO đã từ chối cái điều này. Vì Liên minh NATO cho rằng nếu gửi những khu trục hạm, máy bay chiến đấu để bảo vệ những chiếc tàu ngũ cốc này, nó sẽ dẫn đến cái cuộc leo thang và sự xung đột của Nga và NATO sẽ không tránh khỏi. Nên họ không muốn mạo hiểm. Và vấn đề đó đã dẫn đến Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố chính thức là chúng tôi không có giải quyết, cách nào giải quyết về vấn đề an ninh ngũ cốc được. Cái điều này ngày hôm qua giữa ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Ukraine với phía bên Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quốc gia khác tranh cãi rất là nảy lửa. Vấn đề chưa được thỏa thuận và NATO không đứng ra bảo đảm cái vấn đề mà vận chuyển ngũ cốc, nhưng Ukraine vẫn tiếp tục đi. Ngày hôm nay thì thêm một chiếc tàu, đây là chiếc tàu thứ hai đã rời khỏi bến cảng Odessa. Sáng ngày hôm nay chiếc tàu đã rời khỏi, tầm khoảng 9-10 giờ sáng là chiếc tàu đã rời khỏi cảng Odessa. Và bây giờ thì một lần như vậy, đây là một cái sự thách thức nữa. Chiếc tàu này nó đi đến thành công đến vùng biển của Thổ Nhĩ Kỳ hay không còn là một cái chuyện khác. Nên là hiện bây giờ cái sự thách thức của Ukraine, nó hay một cái là Ukraine bất chấp. Các anh không bảo đảm, tôi vẫn làm. Các anh không bảo đảm thì tôi vẫn gửi, tôi vẫn đi. Và Nga bắn đi rồi lúc đó như thế nào? Hiện bây giờ cái điều đó là cái điều mà Nguyên thấy rõ được, kêu là cái kiên trì của Ukraine và sự thách thức của Ukraine với Nga. Họ không buông bỏ, dù rằng là có sự đe dọa rất là lớn nhưng vẫn tiếp tục. NATO thì không hỗ trợ. Mấy ông NATO cũng nhát lắm các quý vị. Thực tế là gì? Mấy ông tránh đói tối đa vì ông sợ xung đột. Ông sợ xung đột. Ông sợ xung đột với Nga và dẫn đến cuộc leo thang chiến tranh, nên ông đã không đứng ra bảo đảm cái hộ tống những chiếc tàu ngũ cốc này. Đó là chuyện đáng buồn. Nên là ngày hôm qua thì người ta họp cái vấn đề này mà cuối cùng NATO vẫn không đồng ý. Nhưng Ukraine họ vẫn gửi. Cái điều đó là cái điều mà Nguyên thấy Ukraine họ ngầu điều đó. Các anh không bảo vệ là chuyện của các anh. Ok. Tôi xin các anh bảo vệ, các anh từ chối nhưng tôi vẫn làm. Còn bị bắn thì các anh đã biết được cái hành động của Nga như thế nào để cho thế giới lên án. Bởi vì Liên minh NATO họ không được thống nhất. Trong Liên minh NATO có nhiều quốc gia họ sẵn sàng đối kháng với Nga, nhưng mà đâu phải được thống nhất 31 quốc gia. Bỏ phiếu không bao giờ thành công hết.
Vì trong NATO sẽ có cái đóng quốc gia không muốn chiến tranh, thí dụ là Thổ Nhĩ Kỳ họ sẽ không muốn chiến tranh với Nga, Tiệp Khắc không muốn chiến tranh với Nga, thí dụ Hungary không muốn chiến tranh với Nga, có nhiều quốc gia họ sẽ không sẵn sàng chiến tranh với Nga, mà phải đồng thuận hết 31 quốc gia. Đó là cái điều rất là khó trong Liên minh NATO khi mỗi lần bỏ phiếu. Nên là các quý vị không phải dễ, vì Liên minh tôi chúng ta sống trong tự do mà, lá phiếu nó là một cái quyết định tối đa, và mỗi lá phiếu đều có quyền lựa chọn, chứ không phải là bên nào đông là bên đó thắng. Nên đó là cái điều khó trong Liên minh NATO. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề mà thêm một chiếc tàu nữa, ngũ cốc, là một sự thách thức rất là lớn của Ukraine với Nga trong cái vấn đề Biển Đen đang bị đe dọa. Và bây giờ thì John Nguyên cập nhật chia sẻ cùng các quý vị một bản tin khá là lạ kỳ. Ngày hôm nay, chính phủ Ba Lan đã mở ra một cái hồ sơ điều tra là những cái đường gầy sắt của Ba Lan đã bị phá hoại. Cái chuyện này nó là một cái chuyện hiện bây giờ đó đang làm rất là sôi động và Belarus đang rất là lo. Các quý vị cũng biết là thời gian gần đây á, giữa Ba Lan và Belarus ở tại biên giới đang xảy ra những cái sự việc xung đột, và người ta đang còn tình nghi là trong tương lai giữa Ba Lan và Belarus sẽ bước vào cuộc chiến. Ở tại biên giới bây giờ nó đang vô cùng căng thẳng rồi. Hai bên lực lượng quân đội rất là đông, gần cả 100.000 binh sĩ cả hai bên, và đã chuẩn bị cho tất cả những kịch bản có thể xảy ra trong những ngày kế tiếp. Thì gần đây nhất thì phía bên Ba Lan họ cáo buộc là Belarus không có hài hòa, đặc biệt là từ lúc mà Belarus có tập đoàn Wagner và đã khiêu khích và đe dọa Ba Lan. Nên Ba Lan đã củng cố sức mạnh quân sự. Ngược lại phía bên Belarus thì cáo buộc Ba Lan là muốn xâm lược Belarus, có âm mưu xâm lược và tấn công Belarus. Thì gần đây thì Ba Lan họ nói rằng là cái đường gầy của họ, đường gầy vận chuyển của họ đã bị tiêu hủy. Chưa được cụ thể là tiêu hủy bằng cách gì, bị người ta phá hoại, bị bơm đạn. Nhiều khi Ba Lan bị bắn trúng mà cũng giấu. Đã có chuyện đó rồi. Đã có chuyện là bắn vào Ba Lan rồi nhưng mà Ba Lan giấu. Vì Ba Lan không muốn chuyện nhỏ xé to. Hiện bây giờ thì nghe tin cho biết là chính phủ Ba Lan đã đi ra điều tra cái vấn đề mà đường sắt của mình đã bị hư hại tiêu hủy, nhưng không khẳng định là do con người quậy phá bẻ gãy hay là đặt mìn hay là quả tiễn bắn vào thì không nêu rõ. Nên là cái điều này nó đang dẫn đến cái sự việc là có thể Ba Lan đổ thừa cho Belarus và từ đó nó dẫn đến cuộc chiến. Nên là hiện bây giờ tại biên giới giữa Ba Lan và Belarus vô cùng sôi động. Vô cùng sôi động các quý vị. Vấn đề hiện bây giờ vẫn còn nằm ở trong một cái giai đoạn kịch liệt và lo lắng. Trong cái giai đoạn này Nguyên nói thế giới ngày hôm nay nó bất ổn lắm. Nó thực tế với các quý vị, mình ngủ sáng dậy nó có thể khác. Mình đang ngủ ngon như là sáng dậy các quý vị thức nó có thể hoàn toàn khác hết. Vì cái thế giới ngày hôm nay nó không giống như xưa. Nó không giống như xưa. Vì cái biến cố tại Nga nó sẽ dẫn đến cái liên lụy đến những sự quyết định khác, hay là cứ xung đột như thế này xung đột thế kia. Một bản tin rất là buồn cho Ukraine mà báo chí ngày hôm nay họ đưa rất là nhiều, rất là nhiều. Đó là ba phi công của Ukraine và chắc cái người kia là của Mỹ đã tử vong. Cái chuyện này là cái chuyện tai nạn một chiếc MiG-29 của Ukraine đã va chạm với F-16 của Hoa Kỳ. Lý do va chạm với đồng minh rồi dẫn đến tử vong. Kẻ địch thì chưa chết, mình đã chết rồi. Cái khổ này máy bay đã hiếm rồi. Máy bay của Ukraine nó đã hiếm. Đang xin máy bay khắp nơi mà xảy ra một cái tai nạn như thế này, nó là một cái điều mất mát cực kỳ là lớn cho Ukraine. Đặc biệt là cái phi công mà Ukraine tử vong là một cái phi công cực kỳ là giỏi. Thì cái điều này nó đã không hiểu lý do tại sao một chiếc máy bay cùng F-16 của Mỹ với MiG của Ukraine, lý do nào không biết mà để chạm đụng với nhau như vậy. Thì đó là một cái vấn đề tập trận chung hay cái gì đó, nó có thể thiếu cái sự nhịp nhàng nào đó mà nó đã dẫn đến một cái tai nạn. Thì ngày hôm nay rất là nhiều báo chí trên thế giới họ đưa cái bản tin này. Cái sự phối hợp giữa phía bên Ukraine và những cái quốc gia đồng minh nó không được ăn khớp. Cái vấn đề này nó xảy ra thường xuyên nha các vị. Vấn đề mà các vị biết là trình diễn máy bay, rồi thí dụ hai chiếc bay bay ngang như nè. Không? Nó chở mặt nó ngang như nè. Thường xuyên bị tai nạn. Lâu lâu cũng có. Nhưng mà cái điều là đối với Ukraine bây giờ đó mà mất đi một chiếc máy bay á, là một cái sự mất mát rất là lớn, đặc biệt là phi công nữa. Đã phi công đã thiếu rồi. Đã không đủ phi công rồi.
đã không đủ phi công lái máy bay rồi, và bây giờ lại mất đi phi công nữa, đặc biệt là phi công giỏi đã được mới vừa được cái huy chương không lâu, thì là cái điều mất mát rất là lớn. Và thêm một chiếc máy bay MiG-29 nữa, thì bữa nay thì buồn lắm, bữa nay thì là một cái tin buồn cho Ukraine. Còn thêm không nêu lên rõ là F-16 là ai lái, biết là máy bay của đồng minh mà không biết là chưa có công bố chính xác là đồng minh nào. Thì cái điều đó là cái điều mà Nguyên thấy đáng tiếc cho Ukraine, một bản tin buồn cho Ukraine ngày hôm nay. Ngoài ra thì chúng Nguyên cập nhật chia sẻ cùng các quý vị với cái những cái sự việc tấn công, vẫn tiếp tục tấn công của hai bên. Hai bên vẫn sở hữu máy bay không người lái và tấn công. Nga thì cáo buộc là tại biên giới Ukraine đã tấn công vào một cái nhà chung cư, mà may mắn thay thì là không có thiệt mạng sinh mạng. Theo những cái tấm hình mà Nguyên coi thì nó lạ kỳ là cái nổ ngay chăng chung cư nhưng nó không lớn, chắc là có thể là chiếc máy bay đó nó không lớn lắm. Nó lạ kỳ lắm. Thì các bạn biết là cái diện tích mà cái nổ của máy bay không người lái nó cũng dữ dội lắm. Cái này nó chút xíu à, nó bắn vô cái cửa sổ nó đen chút xíu à. Rất là lạ kỳ, ok. Nhưng mà Nga đã cáo buộc là Ukraine đã tấn công vào thường dân. Và may mắn thay là không có người thiệt mạng, không có người thường dân thiệt mạng ở tại khu vực gần biên giới. Ngoài ra thì Nga cũng đáp trả và đã tấn công vào nhiều nơi. Đặc biệt là Nga đã sử dụng bom chùm. Và theo nguồn tin của Ukraine cho biết là đã làm 6 người dân thường đã thiệt mạng với bom chùm của Nga. Thì cái cuộc giao tranh đáp trả máy bay hỏa tiễn mấy ngày gần đây thì bắt đầu nó ít trở lại. Nó ít trở lại sau những cuộc tấn công ồ ạt cách đây vài ngày. Thì bây giờ cái số lượng máy bay và hỏa tiễn của Nga hay là của Ukraine nó bắt đầu giảm dần. Ngày hôm nay thì cũng có vài chiếc máy bay đã đi về hướng của Moscow, mà theo nguồn tin của Nga là lực lượng Nga đã ngăn chặn. Ukraine cũng dùng vài cái hỏa tiễn tấn công vào đảo Crimea. Nghe nguồn tin của Nga cũng cho rằng là họ đã ngăn chặn cũng khá là thành công. Thì nói chung chung là Nga lúc nào cũng là ngăn chặn thành công, hay là không có bị thiệt hại về tài sản lớn lao, cũng không thiệt hại về sinh mạng. Cái này thì các quý vị cứ nghe thường xuyên, không bao giờ có công bố xấu cả. Truyền thông của Nga không bao giờ đưa tin xấu hết, toàn là đưa tin tốt không à. Dù có bị tấn công đi nữa thì cũng là ngăn chặn thành công. Hiện bây giờ tình hình trong một cái bối cảnh rất là phức tạp với cái biến chuyển ấy, thì chính phủ Hoa Kỳ đã thúc đẩy và kêu gọi Tổng thống Zelensky hãy đưa ra cái chiến lược cụ thể, đặc biệt là phía bên Mỹ đã có những cái cố vấn, họ cho rằng là tập trung lực lượng dồn dập ở một chỗ, đánh sâu vào một chỗ. Đây là không phải lần đầu tiên họ đã đề nghị cái này, họ đã đề nghị rất là nhiều lần. Hiện bây giờ họ cho rằng là lực lượng Ukraine đã gãi gác với cái đường biên giới giao tranh 1.200 cây số, nó rất là dài, nó sẽ không đạt được thành quả. Lực lượng Ukraine hãy nên dồn dập một nơi để mà tấn công mạnh hơn, và họ đã từng cố vấn Ukraine là tấn công ở khu vực miền Nam Kherson, nhưng mà Ukraine vẫn chưa thực thi được. Thì ngày hôm nay chính phủ Ukraine họ nói là họ không có ngần ngại đi theo cái đường lối của vài quốc gia đã đề nghị. Họ không có ngần ngại điều đó. Thí dụ anh đưa cho chúng tôi một cái ý kiến, ý cò, anh kêu chúng tôi hãy nên làm cái này làm cái kia, họ nói chúng tôi không có ngần ngại điều đó. Cái điều là chúng tôi không đủ đạn dược. Họ nói mà, chúng tôi không đủ đạn dược. Và tôi lên án, đặc biệt là ngày hôm nay phía bên Ukraine họ lên án Thụy Sĩ. Họ nói hiện bây giờ Thụy Sĩ đang giam giữ 100 chiếc xe tăng của chúng tôi. Khi lúc đó Thụy Sĩ không chịu cung cấp xe tăng chúng tôi. Khi lúc đó Leopard 1 là loại đời cũ đó, đang nằm phơi sân ở tại Thụy Sĩ. Đang nằm phơi sân tại Thụy Sĩ. Mà chúng tôi đang cần một số lượng xe tăng mà nhiều quốc gia đã đồng ý, nhưng Thụy Sĩ lại không cung cấp. Thí dụ Đức, họ mua xe tăng, họ và Thụy Sĩ sản xuất xe tăng chung. Và Đức đã cam kết gửi xe tăng cho Ukraine. Nhưng cái số lượng xe tăng đó, Đức phải cần Thụy Sĩ chấp thuận, mà Thụy Sĩ không chịu. Thì bữa nay thì phía bên Ukraine họ nói, bây giờ các anh muốn tôi phản công, tôi cần vũ khí, các anh đã từng hứa hẹn, nhưng bây giờ Thụy Sĩ không cung cấp. Bây giờ Thụy Sĩ 100 chiếc xe tăng đang phơi nắng, phơi sương ở ngoài trời, không có tác dụng gì hết. Loại xe tăng Leopard 1 cũ, đời cũ rồi đó. Nhưng lại không gửi cho chúng tôi. Thì các quý vị kêu chúng tôi
làm cái này làm cái kia theo ý các quý vị, mà chúng tôi không đủ vũ khí làm sao chúng tôi làm. Thì ngày hôm nay thì tranh cãi trong vấn đề mà chiến lược khá nhiều giữa chính phủ của Mỹ, đặc biệt là chính phủ Mỹ có những cái đề nghị, và Ukraine họ nói là họ sẽ sẵn sàng làm theo những cái chiến lược nếu họ có đủ vũ khí. Còn họ không có đủ vũ khí thì những cái kế hoạch đó đối với họ không có thực thi được. Và những cái quốc gia đang giữ vũ khí, đây là Trung Nguyên nói là đây là cái gói trợ cấp đã trợ cấp. Đức đã gửi trợ cấp nhưng mà Đức không thể gửi được là bởi vì bị Thụy Sĩ ngăn chặn. Nó nói bây giờ các anh gửi vũ khí cho tôi đã, rồi các anh hãy nói cái gì anh nói. Các anh chưa gửi đầy đủ mà các anh kêu chúng tôi làm cái này, chúng tôi làm không có được. Nên là cái vấn đề mà phản công của Ukraine nó vẫn nằm trong một cái gặp khó khăn. Nhưng mà cái vui Nguyễn nói đó là Viện Nghiên cứu Chiến tranh ngày hôm nay họ vẫn nói rằng là khu vực Zaporizhia nó rất là lợi, rất là tốt cho Ukraine. Nên là mình nguyên mong là cái vấn đề mà họ đạt được thành công trong thời gian 1-2 ngày gần đây đó, và họ được sẽ cái hỗ trợ thời gian sắp tới với nhiều vũ khí hơn, Nguyên nghĩ là sẽ có những cái thành quả đáng kể mà chúng ta theo dõi sau. Đó là vấn đề tranh cãi nội bộ giữa Liên minh NATO và phía bên Ukraine ngày hôm nay mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị. Nguyên gặp lại các quý vị sau. Bao anh linh hồn thiêng núi sông, đã bao nhiêu năm oan thiên con chất chồng, mà đàn con còn như chừng mịt mờ hoài chưa thấy thương ngày. Ơi quê hương ơi, đau thương đã qua, có không xưa nay tàn ra cuộc vong, thất phu hay chăng sao chưa tỏ tấm lòng, để muôn dân còn oán hờn, để nước nhà suy thoái bao cơn. Hãy khóc đi quê hương, khóc đi rồi mai ta lên đường, nợ non sông chưa tròn một lời thề ghi khắc lòng son. Hãy khóc đi quê hương, hãy khóc đi rồi mai ta lên đường, nguyện đem thân đáp đền nợ bao người ai đó sao quên.
xuống trước bao anh linh, hồn thiêng núi sông. Đức công xưa nay đã bao đời vun trồng, mà ngày nay nhìn cõi bờ, lòng quặn lòng ai nỡ đành tâm. Hỡi quê hương ơi, đau thương đã qua, máu xương ông cha ngàn năm đổ ra. Cớ sao hôm nay oan thiên đã tỏ tường, mà nhục xưa lại coi thường, để giặc thù xâm lấn quê hương. Hãy khóc đi quê hương, khóc đi rồi mai ta lên đường. Nay đây phút cuối cùng, một lần này đáp mối tình chung. Hãy khóc đi quê hương, hãy khóc đi rồi mai ta lên đường. Thử thách ta coi thường, giờ hoàng đạo phải đến quê hương. Hãy khóc đi quê hương, hãy khóc đi rồi mai ta lên đường. Nào gian nan coi thường, giờ hoàng đạo phải đến quê hương.